Rồi, xin chào các anh em đã quay lại kênh của Giang Vlog. Và ngày hôm nay anh ra hãng và anh cập nhật giá xe để cho các bạn tham khảo nha. Giá xe của Bình X4 nha các bạn. Giá xe này thì anh em tham khảo nha, chứ nó không chính xác được 100% nha, tại vì giá xe nó thay đổi theo từng ngày nha các bạn. Anh em cũng thông cảm nha. Rồi đây trước mặt anh em đây là các màu sắc của Bình X4, thì cửa hàng có đầy đủ màu sắc nha các bạn, nhưng mà nằm ở trong kho nha. Ở đây chỉ có 4 chiếc báo giá cho các bạn tham khảo thôi. Bình X4 thì nhìn thấy giá thì nó cũng hơi cao hơn lúc trước nha các bạn, cao hơn cái thời điểm mà Danh mua đó, nhưng mà giá này thì cũng cũng chấp nhận được nha anh em, chấp nhận được nha. Vinix thì ngoại hình rất là đẹp luôn, động cơ máy móc rồi chạy rất là êm, tiết kiệm nhiên liệu. Rồi báo giá đó cho các bạn tham khảo. Giá của Vinix V4 chia ra làm hai loại nha anh em, một loại là có phanh ABS và một loại là phanh không ABS, có ABS và không ABS nha các bạn. Rồi phiên bản tiêu chuẩn không có phanh ABS thì giá lăn bánh luôn trên dưới 39 triệu nha các bạn, dành cho những anh em đang có hộ khẩu tại tỉnh Kiên Giang là phiên bản thường nha. Còn phiên bản có ABS á, phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao á, thì lăn bánh luôn trên dưới 42 triệu nha các bạn, dành cho những anh em có hộ khẩu tại tỉnh Kiên Giang. Giá này thì anh em tham khảo nha, chứ không chính xác được 100% nha. Rồi mức tiêu hao nhiên liệu anh em thấy nó chỉ là 1,98 nha. V3 bây giờ hết hàng nha các bạn, chỉ còn V4 nữa nha. V3 giờ ngưng sản xuất rồi, bây giờ chỉ còn V4 thôi. Lúc trước cửa hàng cũng có V2 đó các bạn, nhưng mà bán hết rồi. V3, V4 bây giờ chỉ còn hàng V3, V4 thôi. Rồi đây là cái phiên bản của phanh ABS nha các bạn, rất là đẹp luôn. Có phanh ABS thì nó chạy nó anh em thắng nó an toàn hơn là cái phanh phanh thường. Phụ xe được sơn màu vàng đồng rất đẹp luôn. Đây màu xám nha các bạn. Rồi cái bên là phiên bản tiêu chuẩn màu trắng, phiên bản này là phiên bản mà Danh đang sở hữu nè các bạn, phiên bản tiêu chuẩn nha. Giá lăn bánh luôn trên dưới 39 triệu các bạn, giá anh em tham khảo nha. Phiên bản này phiên bản thường không có ABS, rất là đẹp luôn. Nhìn thấy trong cái màu các màu thì nhìn thấy có màu trắng là nó đẹp đó các bạn, nhưng mà là nó không có ABS thôi, nhưng mà thật sự nó phối màu rất là đẹp luôn, rất là ngầu luôn. Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, chạy rất là êm ái luôn. Những anh em nào đang xài V4 thì anh em có thể cho một bình luận nha, thật sự Winner V4 chạy rất là êm luôn. Sắp tới Danh sẽ ra thêm nhiều clip về Winner để đánh giá cho các bạn tham khảo. Xe của Danh thì chạy được 1.300 cây rồi, Danh chuẩn bị ra clip để cho các bạn tham khảo, dành cho những anh em là người ta dự định người ta mua Winner V4 thì người ta có thể tham khảo video. Đầu đèn thì mặt nạ thì anh em thấy được thiết kế rất là đẹp luôn, Winner V4 này rất là ngầu. Giá thì trên dưới 39 triệu cho tới đối với bản thường, trên dưới 42 triệu thì đối với bản ABS thì cũng khá là hợp lý các bạn. Giá xe này cũng Danh thấy nghĩ là cũng khá là ok đó, nó cũng không quá cao mà cũng không quá thấp, nó cũng dễ tiếp cận đó đối với các bạn. Màu đen bóng này rất là đẹp nè các bạn, mà đen bóng bản tiêu chuẩn rất là đẹp luôn. Nhìn cái quay này anh em thấy Winner V4 rất là đẹp luôn. Phiên bản màu đỏ cũng là phiên bản tiêu chuẩn nha các bạn, phanh thường nha, chỉ có cái màu xám này là ABS thôi, còn các màu trong kho nó màu đỏ HRC nữa với màu đen nhám nữa. Đây phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ đen rất là đẹp luôn. Anh em mua anh em cũng để ý V3 với V4 là nó khác nhau nha các bạn nha. Cái nhãn năng lượng của V3 là nó là 1,99, còn V4 cái nhãn năng lượng là nó là 1,98 nha, mình nhìn vô mình phân biệt được nha bạn, nha các bạn. Với anh em phân biệt bằng cái đuôi nè, cái đuôi anh em thấy cái gù phía sau không, nó gồ lên nó bự nè, còn V3 thì nó suông đột luôn, V4 thì nó gù to lên cái gù nè các bạn. Rồi cái phiên bản tiêu chuẩn này thì nó dây sên của nó là dây sên thường nha, không có phốt cao su nha. Còn riêng cái phiên bản ABS thì dây sên nó có phốt cao su, nó chạy nó êm hơn. Rồi Danh xin phép kết thúc video tại đây nha, video này báo giá để cho các bạn tham khảo thôi nha. Rồi xin chào các anh em, hẹn anh em ở video tiếp theo.